Gieo Gino quy năng đơn nhanh chóng dở nọn sau khi rời bỏ Liverpool để gia nhập theo dạng miễn phí. Từ đầu chiến dịch 2021-22, quy năng đơn đã ra sân 15 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, tổng số phút cựu cầu thủ Liverpool thi đấu chỉ là 649, trung bình 43,2 phút trận, bao gồm 84 phút trước Lille vừa qua. Theo L'Ecube, cựu cầu thủ Liverpool rơi vào tình cảnh khó khăn ở vì không được lòng nhóm cầu thủ Nam Mỹ, trong số này có cả siêu sao Messi. Lý do là bởi quy năng đơn đến và cạnh tranh trực tiếp vị trí với Paredes, tuyển thủ Argentina đóng vai trò không nhỏ trong chức vô địch Copa America 2021 và có mối quan hệ thân thiết với Messi, Di Maria, Neymar. Lúc này ở sân công viên các hoàng tử, vai trò của nhóm cầu thủ Nam Mỹ quá lớn khi quy tụ tới 7 ngôi sao lớn, bao gồm Messi, Neymar, Di Maria, Marquinhos, Icardi, Rafinha và Paredes. Đã thế, đội bóng thành Paris cũng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Argentina là Mauricio Pochettino. Do vậy, tiếng nói của nhóm cầu thủ Nam Mỹ trong phòng thay đồ là quá lớn. Tờ Liverpool Echo dẫn lại nguồn tin của L'Ecube cho hay, tình cảnh của quy năng đơn còn thêm phần trầm trọng sau khi anh có những phát biểu tiêu cực trong đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia Hà Lan vào giữa tháng 10. Nhà vô địch Champions League 2018-19 nói với tờ Nốt, tôi không thể nói tôi hoàn toàn hạnh phúc, bởi vì mọi thứ không như tôi mong muốn. Nhưng đó là bóng đá và tôi sẽ phải học cách thích nghi với điều đó. Tôi là một chiến binh. Tôi phải luôn lạc quan và làm việc chăm chỉ để xoay chuyển tình thế. Một điều gì đó khác biệt và cần phải làm quen. Mặc dù vậy, ngay cả khi được ra sân ở trận đấu với Lille Paredes chấn thương, và có tới 84 phút trên sân, màn trình diễn của Gieo Gino quy năng đơn cũng không mấy thuyết phục. Do sở hữu nhiều ngôi sao tấn công ở phía trên, vai trò của các tiền vệ bị xem nhẹ. Do vậy, quy năng đơn không thể hiện được nhiều và chỉ nhận điểm 6,6, thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người của đội bóng thành Paris. Từ đầu mùa, dù đã chơi tới 15 trận nhưng quy năng đơn chưa có bất cứ bàn thắng hay đường kiến tạo nào ở hai mặt trận quan trọng là Ligue 1 và Champions League. Theo Liverpool Echo, nếu tình hình hiện tại không được cải thiện, quy năng đơn có thể cân nhắc rời vào tháng 1 năm 2022. Tiền vệ 30 tuổi muốn đi để được thi đấu thường xuyên nhằm tránh nguy cơ mất suất dự World Cup 2022 cùng điện thoại Hà Lan nếu cơn lốc màu da cam giành vé đến Qatar. Và hoàn toàn có khả năng quy năng đơn trở lại Liverpool trong một động thái gây sốc.